Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua những dụng cụ mà các bạn đó sẽ diễn trong lớp học với nhóm đó nha. Thứ nhất là tâm. Thứ hai là một thứ hôm qua mình đã giới thiệu rồi. Đó chính là Spinner. Nhớ không các bạn? Trong mini game mình cũng đã nói đó, sơ qua rằng mình cũng sẽ có đó các bạn ơi. Nó tập chăm chú hơn rồi đó các bạn. Và một thứ nữa đó chính là quyển tập. Thì mình sẽ lấy tờ giấy trong các quyển tập, trong quyển tập nháp, và mình sẽ cắt ra, mình sẽ đóng dấu lại. Và mình sẽ lấy một cây bút là cây tâm đó các bạn. Thôi mình sẽ tô màu lên. Và vậy các bạn đó hình như là sẽ có một cô, có một thầy giáo các bạn. Các bạn hãy đoán xem đó là ai. Có một lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ thì các bạn biết rồi đúng không? Còn lớp phó học tập và lớp phó kỷ luật nữa, không biết là ai ha. Bởi vậy nên các bạn hãy like, subscribe, share video của mình và comment ở link dưới nhé. Mà thì Lâm Nhu đi du học ở Mỹ rồi nên không làm với mình được. Nhưng mà vì vậy thì sẽ có bạn Khánh Ngọc, nhớ trong thử thách nước kinh dạy không các bạn, sẽ làm chung với mình đó. Bạn Khánh Ngọc thì hơi nhát, nhưng mà các bạn thông cảm cho bạn đó nha. Bạn đó tính cách vậy rồi. Thôi bây giờ video của mình ở đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn.